Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả anh em cần thủ nha. Cảnh quay vừa rồi là mình quay ở Long Hữu Tây nha. Long Hữu Tây, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Và hiện tại bây giờ mình cũng đang đứng ở cái cảnh quay lúc nãy đây. Cánh đồng cỏ thả trâu. Rất là lớn luôn mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. Mình đi ngang đây mình thấy cảnh này đẹp quá, mình thả playcam lên. Mình quay cho mọi người xem ha. Đó, ngoài đó là họ thả trâu. Bữa nay thả hơi ít á, thường khi mình đi ngang đây người ta thả mấy chục con lận. Hôm nay thì vẫn là một chuyến đi câu cá lóc nữa. Mình câu ở khu vực Long Hữu nha mọi người. Long Hữu Tây. Hiện tại mình đang đứng ở Long Hữu Tây. Thời tiết này giống như là trời bão nha mọi người. Lúc thì nắng, lúc thì ui ui, lúc thì gió lớn, lúc thì mây nhiều ha. Hiện tại bây giờ trời rất là nắng luôn. Hiện tại bây giờ là gần 10 giờ trưa rồi. Hôm nay mình xuất phát hơi trễ, mình cũng đi đánh cửa chiều nha mọi người ha. Đây, cánh đồng năng này rất là lớn luôn mọi người. Rồi, nước đây trong thấy đáy luôn. Rồi ok, không để mọi người chờ đợi lâu nữa, mình sẽ đi vòng vòng mình tìm bãi câu nha. Hy vọng hôm nay mình câu sẽ có cá để mình ra cái video mình gửi đến cho mọi người xem ha. Con này nó nhắc cái. Con nó vậy chứ nó nhắc cái à. Nó chạy rồi. Mấy con này nó không có sủa dai, nhiều con sủa dai nó đứng nó sủa hoài luôn. Coi vậy chứ nó nhát lắm. Khù lắm cái nó chạy lúc đằng kia. Ở trên người ta xả lúa, có một cái mương nhỏ này, hy vọng cá nó sẽ đổ về đây ha. Ôi trời, gió quá, quăng không được luôn. Ném phải trừ hao, gió từ hướng ở bên mé tay phải này thổi ngược về đây, nên phải ném qua đây chút xíu để gió nó thổi lại là vừa. Đó, trời ơi, vậy mà còn không được đó. Gió quá bất lợi quá, khó câu quá. Rồi. Nó thổi lên năng vướng luôn rồi. Gió quá mọi người. Gió cái gì mà gió ghê vậy trời. Ê cá ăn. Con dí nó đó. Lên. Ôi ôi. Trời ơi, con đầu tiên nha mọi người. Chào cứng. Con này bự lắm nha. Đâu. Lấy ngón tay cái vô đo nè, cho sợ. Đó, cái này nè. Rồi. Cái này mình bắt nha mọi người. Tại vì con đầu tiên. Con đầu tiên mình buộc phải bắt. Xong rồi cuối ngày mình thả nó lại nha. Rồi xuất phát ngày câu hôm nay là mình vẫn câu cái bộ combo cũ nè. Cần 2m7 Mettori. Máy Robia 5000. Lưỡi là lưỡi chữ C. Đấy. Ơi,
bỏ cá kỳ, cá nhỏ. Rồi cá ăn các bạn ơi. Lôi quá lôi. Trời ơi cũng không lớn. Rồi hai con. Thôi đi mọi người, chỗ này cá nhỏ quá. Chỉ chỗ khác đi. Có. Đó 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 đó. Tắp cái này còn hay không hay nhả đây giống tắp hù quá vậy. Còn các bạn ơi. Lên nè. Nè nè nè. Ôi ui, cá bự. Ôi nút. Ôi sâu quá. Con này nuốt hơi sâu rồi. Cái này mình phải gỡ phần kềm rồi. Rồi nuốt trong luôn rồi. Này phải xử lý bằng kềm mọi người ơi. Con này bự à. Gần 4 gram á. Mình mới gỡ bằng kềm xong rồi nè. Nó dính á, nó móc vô cuốn họng móc qua mang. Mình phải cắt cái lưỡi câu. Rồi mình luồn nó mình rút ra luôn. Chứ mình gỡ ngược một cái là nó dưới nó không ra là con cá nó cái khả năng nó chết cao lắm ha. Mình cắt luôn, giờ mình tóm lại nè. Rồi, mình vô thêm con nhái nữa nha mọi người. Cái vải dông này nó cặn queo mà. Nó tầm cỡ gan nước à, ở bên cù lao mình, bên mé tay phải nè. Nó cạn khô luôn á, mình thấy đất luôn á. Còn nó chỉ đổ về bên mé tay trái đi, nó có một máng nước nhỏ nhỏ thôi hả. Mình tính quăng chơi thôi ai vậy. Nó ăn thiệt. Nó có nó ăn. Mà cá cũng được lắm chứ. Chắc có một con thôi quá. Hết rồi quá. Kéo gần về tới đây nè, tới mé. Nó làm cái ụp. Trời ơi. Bất ngờ luôn á.
còn con nào nữa không? Mấy chỗ này có là nó thấy là nó ăn liền à, tại vì nó phạm vi nó nhỏ lắm, con cá nó nằm ngay chỗ này luôn à. Mình khỏi dụ nó lại, quan trọng là nó chịu ăn hay không thôi. Rồi thôi ra luôn, một con duy nhất. Ôi buổi trưa này gió mạnh quá mọi người, khó câu thiệt á, quá mạnh luôn, mình ném không được luôn á. Để coi chiều chiều coi làm sao. Trời gió này rồi, bây giờ có nước chui vô mấy cái lùm gì nè, kính kính gì nè, cho cạn gió bớt mình câu mới được, chứ mà trưa nắng mà gió mạnh vậy thì mình đứng ở ngoài chỗ trống gió thổi dữ lắm câu không được, ném không được, mà cá nó cũng không ăn nữa. Mình chạy vòng vòng mình kiếm được cái đám ruộng này, mình thấy có cá tắp móng mình câu thử nha. Đám này là người ta cắt lúa rồi mà nước nó chắc cũng cỡ, để mình đo cả nhiêu nước. Tầm gần một gang nước mình thấy có cá tắc móng vòng vòng. Mình ngồi đây mình để nãy giờ, tại ở đây mát quá mình ngồi nghỉ mát chứ mình để mình thấy nó có tắc. Mình cầu thử xíu nha mọi người ha. Rồi tắp hụt. Tắp hụt. Không dí mồi luôn. Nó ăn phóng lên luôn, tự ăn tự nhảy tự dính luôn mọi người. Cái mẫu lưới chữ C này nè là mình bắt cá từ một lạng cũng được nữa nè ha, cá nhỏ bắt cũng được nữa, ăn thua mình chọn nhái thôi. Thí dụ bữa nay mình đi đánh á, mình nhắm mà mình đánh chỗ nào mà cá nhỏ thì mình bắt nhái nhỏ chút xíu ha, không thôi mọi người bắt hai lối nhái, một lối nhái nhỏ lối nhái lớn ha. Cái này bắt cá lớn cá nhỏ bắt được hết, cá cỡ lạng mình bắt được hết à, tại vì mình chọn nhái thôi nè. Nhái này mình nay mình câu nhái nhỏ nè, mình câu cá ruộng cá nhỏ nè ha, mình có loại nhái lớn nữa, mình câu ở trong mấy cái bãi nè, mấy bãi năng rồi đó, bãi cỏ chỉ rồi đó, nhái lớn. Nói chung là muốn bắt cá nhỏ thì chọn nhái nhỏ thôi ha. Rồi mình vô thêm nhái này mọi người ha, tiếp tục nha. Ở phía trên đầu có sợi dây điện, mình buộc phải chọi ngang, chọi đứng là bị dướng liền. Chỗ này nhìn xấu quá, người ta cắt lúa xong nước nó dậy phèn lên á, phèn vàng luôn á, đục mò à. Nhìn là hết muốn câu luôn á. Tại nãy mình ngồi đây mình nghỉ mát á, mình thấy có cá nó táp nên mình mới câu thử, chứ không thôi mình cũng không câu. Mọi người nhìn nước nè,
nước nó dậy phèn vàng luôn, nhìn ghê không? Mà cá rô đây nó lên móng dữ quá. Rồi cá các bạn. Ăn ngay. Ô cá rô mà. Vậy là bự rồi nè. Vô mắt rồi. Wow, cỡ con nãy luôn. Cá rô vậy là ok lắm luôn á mọi người ơi, mập thú á, trắng nõn rồi. À, cá ăn rồi. Ăn nữa, con thứ ba rồi nha mọi người. Lên nè. Ôi quấn rồi. Trời ơi. Trời ơi, nó cắn cái nó bỏ mọi người ơi. Con nhái còn y nguyên luôn nè. Không có bị gì luôn á. Cá khôn ta. Càng ăn mà các bạn ơi, nhả còn đây, còn dính, còn nãy nó ăn lại nè. Mà nói đúng không, cá nhỏ xíu cũng dính lên hơn, con này nó ốm quá, nhỏ mình thả lại. Rồi buổi chiều hôm nay là mình sẽ kết thúc ở địa điểm này ha. Ở đây là trước cái mặt đồn Rạch Cốc. Xa xa đằng kia là cái chiếu Minh Đàn. Cái chùa á, đạo Cao Đài á. Các bạn ơi. Lên. Đi. Cá bự nha. Wow. Ở đây mà có con cá bự vậy nè. Cá này ngoài 44g nha mọi người. Trời tối thui luôn rồi. Thôi. Mình câu nãy giờ cũng cỡ 15 phút nó mới ăn á. Rồi, mình kết thúc buổi câu hôm nay ở đây nha mọi người. Cá ngày câu hôm nay đi nha mọi người. 1, 2, 3, 4. Ủa, còn hai con nữa đâu rồi? Còn con nữa.
ngồi đây. Rơi cục ở ngoài, ở phía ngoài này. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu con. Được hai con bự với hai con vừa vừa với hai con nhỏ. Hai con nhỏ này chắc mình đem thả quá mọi người ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi ngày câu của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.